có người đưa cho cậu cái gì đó để cháu đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với shop của Trùng Cuối và Trùng Figure. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trùng Cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là Trùng Figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300. Còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái figure để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Khang kia bị đút kem mồm. Giữa cái thời kỳ dịch dã nguy hiểm, giá cả leo thang, việc di chuyển bằng xe máy hay ô tô đã không còn là tối ưu nữa. Vậy sẽ ra sao nếu toàn xã hội cùng cưỡi rồng, cầm kiếm và chinh phạt những vùng đất mới? Hãy đến ngay với How to Train Your Dragon và xứ sở bớt hòn đảo của tộc người Viking. Nếu có một từ để nói về cư dân ở đây thì đó là ngu. Vì biết xung quanh toàn là rồng mà không biết đường đến nơi khác mà sống, ta gặp Hiccup hay còn gọi là nước cụt, một cậu nhóc sinh ra để tìm đáp án cho câu hỏi gấp đôi canxi để làm gì khi Hiccup không sở hữu ngoại hình lực lưỡng như tộc Viking mà trông như một thằng ớt cùn. Trái ngược hoàn toàn với cha cậu, ông Hoàng Tiền Nến, thủ lĩnh của làng Tổ Ích. Lúc này, hòn đảo đang bị rồng tấn công, đuốc nhanh chóng được đốt lên, trong khi Hiccup chạy vội về lò rèn của bác Gobber. Chính vì thể trạng thiếu Fami nên cậu phải làm việc ở đây mà không được chiến đấu như những người khác. Trẻ con trong làng còn có Fishleg, Snotlaw, cặp song sinh Roughnut, Tupnut và cô gái vạn người mê Astrid. Trong khi họ chiến đấu với lũ rồng để bảo vệ ngôi làng thì Hiccup phải ở lại lò rèn, nên việc giết rồng đã trở thành mơ ước. Cậu nói mình không cầm nổi búa nhưng có thể chiến đấu bằng súng tự chế. Thôi mày ngồi im đi cho tao nhờ. À quên, mải nhanh mẽ cái kiếm lên lầu vãi lìn. Tại bớt có rất nhiều loài rồng, từ rồng béo, rồng hai đầu, rồng lửa cho đến rồng lộ. Nhưng loài đáng sợ nhất là Night Fury, ẩn hiện như John Cena, cùng những phát bắn chưa bao giờ trượt. Sự xuất hiện của nó khiến Gobber phải ra ngoài chiến đấu và không quên nhắc Hiccup coi nhà cho nó cẩn thận. May mà để đồng nát vào hốt quán thì tao bảo nó hốt mày đi luôn ấy, hiểu chưa? Nhưng phàm ở đời, cái gì càng cấm thì càng thích làm. Nấc cụt vác theo vũ khí lao đi với mục tiêu là Night Fury, còn quái vật bất khả chiến bại mà chưa ai động được vào một cọng lông. Để có được sự tôn trọng từ mọi người, cậu nhắm bắn trúng Night Fury nhưng không ai nhìn thấy, trừ một con rồng. Nó phun lửa buộc Nấc cụt phải nấp sau một cột đuốc. Thấy con trai bị lùa, Stoic vội lao đi cứu, đấm đá khiến con rồng thấy thấm quá bay mất. Nhưng đúng lúc này cột đuốc đổ gục khiến cả làng đổ nát. Còn lũ rồng nhân cơ hội chạy hết để bao biện cho tội lỗi. Hiccup nói mình đã bắn trúng Night Fury, nhưng Stoic có tên đệm là Pew tin thế đéo nào được, lôi con trai đi trong sự hổ thẹn vì thủ lĩnh như ông phải có những trách nhiệm lớn hơn như nuôi cả làng. Bố có nghĩ họ nên ăn ít đi không? Mày cầm mồm đi. Stoic vô cùng thất vọng vì thằng con trời đánh nên yêu cầu Gobber phải theo sát Hiccup, khiến cậu thất vọng nặng nề. Nhưng Nấc cụt sẽ bỏ cuộc ư? Dĩ nhiên là nâu, vì phim mà kết chán như này thì đéo ai xem. Ngay sau đó tại đại hội diên hồng, Stoic đề nghị tấn công bầy rồng điên tránh hậu họa về sau. Ai đi với tôi, ai ở lại sẽ phải trông Hiccup. Gobber cũng muốn đi nhưng Stoic đâu thể để con trai lại một mình. Ông tâm sự với thằng bạn già và nhận được lời khuyên rằng nên cho Hiccup tham gia chiến đấu cùng những đứa trẻ khác vì cậu rất có tiềm năng. Điều này khiến tộc trưởng thực sự suy nghĩ. Cùng lúc đó, Nấc cụt đang vào rừng tìm kiếm con Night Fury để chứng minh mình đã bắn hạ nó. Cậu thấy những cành cây ngã rạp và con rồng đang bị trói chặt bởi dây thừng. Hiccup lập tức rút ra con dao to bằng quả nho, tiến đến định đánh tiết cành rồng, nhưng ánh mắt của Night Fury đã nói lên rằng đừng ăn mà sán bỏ mẹ mày. Nên Nấc cụt không thể xuống tay, cậu cắt dây trói thả con rồng đi. Nhưng ngay khi vừa thoát ra, nó lập tức vùng lên đè chặt Hiccup. Mớ đắm chìm vào đôi mắt ấy, đôi mắt lấy cụ biển hồ đây. Nó gầm lên một tiếng và quay lưng bỏ đi. Hiccup choáng váng vì mùi hôi mồm do con rồng không bao giờ đánh răng, rồi lủi thủi đi về nhà. Cậu gặp cha bên đống lửa, tâm sự như hai người đàn ông. Stoic nói muốn con trai tham gia khóa huấn luyện đặc biệt của Gobber. Cứ tưởng cậu sẽ rất vui khi nghe tin này, nhưng không. Hiccup từ chối vì cậu không đủ tự tin để giết rồng. Stoic không care, nhất quyết muốn con trai phải nối nghiệp mình vì sợ bố thất vọng. Hiccup miễn cưỡng đồng ý, trong khi ông rời đi theo kế hoạch của làng. Thế là sáng hôm sau, Hiccup mang theo bộ mặt yêu đời tới trường huấn luyện cùng với những đứa nhóc khác và ông bác Gobber. Ông quả là một người thầy tuyệt vời khi ngay buổi học đầu tiên đã bắt đám nhóc phải tìm cách sống sót khi gặp rồng thật. Tốt thế bảo sao còn mỗi một tay. Cả đám vội chạy đi lấy khiên, bắt đầu tạo âm thanh để gây nhiễu. Con Gronkho, chú rồng béo này như một khẩu lục, chỉ bắn được 6 phát nhưng cũng đủ loại lũ trẻ khỏi buổi học, rồi dí cái mồm tàn răng vào mặt Hiccup. Cậu suýt chết nếu không được Gobber cứu. Ông giải thích mọi con rồng đều máu chiến và sẽ giết người bất cứ lúc nào, nhưng tại sao Night Fury lại không làm thế? Nấc cụt quay trở lại khu rừng để tìm câu trả lời. Chưa kịp giải đáp thắc mắc thì cậu thấy vảy rồng trên đất, còn Night Fury vẫn đang mắc kẹt tại hồ nước. Thì ra cú bắn lúc trước đã làm hỏng đuôi và nó không thể bay được. Nó cũng đang đói ngấu, lấy cần cù bù thông minh, có làm nhưng vẫn không có ăn. Đúng lúc này Hiccup đánh rơi cây bút và cả hai bốn mắt nhìn nhau. Trở về nhà, không dính Covid nhưng cậu bị mọi người cách ly. Gobber đưa ra một cuốn sổ ghi chép về rồng, dù chả ai hứng thú đọc, trừ nhân vật chính. Cuốn sách ghi chi tiết về các loài, nhưng thông tin về Night Fury vẫn còn là một bí ẩn. Trong khi đó, Stoic đang dẫn tộc đến nơi trú ngụ của rồng, tiến dần vào trong màn sương. Trở lại với khóa huấn luyện, Hiccup chỉ chăm chăm tìm kiếm thông tin về Night Fury, khiến đồng đội gặp nguy hiểm. Còn Astrid thì điên lên, nhưng cậu kệ, tự mình đến chỗ con rồng đen, mang theo đồ ăn và vứt vũ khí đi để thể hiện thiện chí. Ngay lập tức Night Fury tỏ ra hiền lành, ăn con cá nhưng lại nhả ra một ít vì nghĩ Hiccup cũng đói. Đối diện với ánh mắt ngây thơ của chú rồng,
cầm, cậu bè grill hóa, cắn một miếng cá sống khiến cả hai bước đầu làm quen với nhau. Night Fury sau đó bay đi. Dĩ nhiên là không được vì đuôi đủng tiền này thì... khó. Hiccup lại gần quan sát thật kỹ, sau đó ngồi vẽ con rồng trên đất. Nó thấy thế cũng vẽ, tạo nên một hình gì đó mà tôi không hiểu. Mỗi khi Hiccup dẫm vào vạch là chú rồng cau mày, nên đây hẳn là bài huấn luyện đặc biệt với phần thưởng là được chạm vào Night Fury. Khi trở về, cậu quyết định giúp chú rồng sửa đuôi. Hôm sau, Hiccup mang đến rất nhiều cá, trừ con lươn vì rồng không thích, rồi nhân lúc nó ăn, âm thầm đi về phía sau lắp cái đuôi giả. Vừa mới hoàn thành thì con rồng bay lên, buộc Hiccup tự tay giữ, giúp Night Fury bay cao, nhưng nó lại thấy vướng vờ lờ, hất ngã cậu nhóc. Cái đuôi không còn ai điều khiển nên nó ngã xuống. Hiccup sau đó trở về với khóa huấn luyện, đối diện với con rồng sừng mù, nhưng cậu đã có kinh nghiệm đẩy lùi nó bằng con lươn, khiến mọi người đều bất ngờ. Sau đó tiếp tục cải tiến cái đuôi giả, cùng Night Fury học cách bay, đồng thời vận dụng các kiến thức về rồng, trở thành học trưởng và nhận được nhiều sự ngưỡng mộ. Điều này khiến cho Astrid cực kỳ không vui. Ngày qua ngày, Hiccup và Night Fury càng trở nên thân thiết, và chú Pet có cái tên mới là Răng Sún. Trong khi đó, Toic cùng cả tộc thất bại trở về, rõ ràng là đã bị đánh cho tan tác. Nhưng với sự dễ thương của lũ rồng, Hiccup hiểu rằng những gì tộc Viking nghĩ về chúng là sai. Cậu đang tìm cách giải thích với mọi người thì Toic đến, nói mình tự hào về con trai, muốn cậu tham gia đấu trường thường niên. Thế là sáng hôm sau, Hiccup bất đắc dĩ đối đầu với Astrid và đương nhiên là Smurf trở thành kẻ được chọn. Cậu lập tức vào rừng, muốn cùng Răng Sún rời đi, nhưng lại gặp Astrid đi theo vì cô muốn biết ai đã luyện tập với cậu. Và rồi hết hồn khi thấy Night Fury, cô bé định chạy về mách mẹ, nhưng Răng Sún kịp tóm lấy, đưa Astrid lên đỉnh của một ngọn cây, sau đó cho cô bay lượn và ngắm chim. Cảnh vật nên thơ khiến Astrid siêu lòng. Đột nhiên, Răng Sún đổi hướng khi phát hiện những con rồng khác đang bay về phía nam đã bước. Chúng mang theo đồ ăn, khiến Astrid nghĩ mình cũng giống thế, nhưng không, lũ rồng đang hướng về một hang động có ghi chữ mở và u ở cửa. Thì ra chúng đi cướp đồ ăn để nuôi rồng chúa. Chứng kiến cảnh vừa rồi, Astrid muốn báo cho dân làng, nhưng Hiccup ngăn lại vì sợ họ sẽ giết Răng Sún. Hiểu được vấn đề, cô hôn cậu. Cả hai sau đó về làng và Hiccup phải đối đầu với một con rồng để chứng minh bản thân. Ai cũng kỳ vọng là cậu sẽ giết nó, nhưng nước cụt lại thả rơi vũ khí, muốn chứng minh rằng không cần phải giết rồng nữa. Stoic thấy thế điên lên nói, mày có dừng ngay cái trò vớ vẩn này đi không, khiến con rồng lửa bị dọa sợ tấn công Hiccup. Nghe thấy tiếng hét từ xa, Răng Sún gồng mình lao đến bắn nát đấu trường cứu lấy chủ nhân. Nó đối đầu với rồng lửa nhưng lại bị tộc Viking hiểu nhầm. Hiccup hét lên đòi dừng lại, nên ngay lập tức Răng Sún bị khống chế. Stoic thì chất vấn con trai, buộc cậu phải nói ra sự thật, nhưng ông lại nghĩ con trai đang vứt bỏ niềm tự hào của người Viking, quyết định từ con rồi ra lệnh đi giết rồng chúa. Họ chuẩn bị vũ khí, ép Răng Sún chỉ đường thẳng hướng tới hang rồng. Astrid đến an ủi cậu, khiến Hiccup lấy lại tinh thần, quyết định làm một việc điên rồ, là cùng những đứa nhóc khác thuần phục bầy rồng. Thế là cả đám có nguồn sức mạnh mới. Trong lúc đó, đội của Stoic đã đến lãnh địa của rồng chúa, tấn công vào hang động. Fan MU từ trong bay ra tứ tung, khiến tổng người nghĩ mình thắng rồi, nhưng không năm không phải tỷ số cuối cùng. Con rồng khổng lồ xuất hiện, làm cả đám chạy toán loạn. Còn Stoic biết như này là ăn lồn. Rồng chúa tấn công chiến thuyền, khiến tộc người thiệt hại nặng nề. Răng Sún thì vẫn bị trói, trong khi Stoic ra lệnh cho mọi người di tản. Còn ông và Copper sẽ ở lại câu giờ. Họ khiêu khích con rồng chúa, nhưng khi nó đang định tấn công hai người, thì đám Hiccup bay tới, tìm cách hạ gục con quái vật kia. Nấc cụt liền thông báo kế hoạch, mấy đứa không phải nhân vật chính thì cứ bay xung quanh thôi, còn lại để anh lo. Thế là đám nhóc đánh lạc hướng, trong khi Hiccup giải thoát cho Răng Sún. Nhưng mấy con rồng quần chúng không chống được mệnh lệnh từ rồng chúa, nên mất khả năng điều khiển. Con rồng lớn quẫy đuôi, làm chiếc thuyền của Hiccup chìm xuống đáy và cậu bất lực trong việc cứu Răng Sún. Đúng lúc này, Stoic xuất hiện cứu con trai, rồi lao xuống cứu nốt Night Fury. Nó lao lên bờ, mang theo Hiccup tấn công rồng chúa. Răng Sún nhổ nước bọt vào mồm con quái vật, rồi bắn tiếp vào cánh, kích động nó bay lên. Hiccup dụ rồng chúa bay thẳng lên trời cao, rồi để Night Fury ẩn hiện tấn công. Con rồng lớn điên tiết khạc lửa, thiêu cháy cái đuôi giả của Răng Sún, buộc Hiccup phải tung chiêu cuối. Cậu điều khiển con Night Fury lao thẳng xuống dưới, dụ con rồng đi theo. Sau đó hai người bắn lửa vào mồm nó, khiến con rồng lớn mất tập trung không kịp phanh lại, sức nặng khiến cánh của nó bị rách, đâm đầu xuống đất chết tươi. Nhưng cái đuôi vẫn kịp đập cho Hiccup một phát, cậu ngất đi rơi xuống biển lửa. Còn Răng Sún vội lao theo, cuối cùng nó nằm trên đất thở mệt mỏi, nhưng đã ôm trọn và cứu sống chủ nhân. Cả tộc Viking vỡ òa trong hạnh phúc. Sau đó Hiccup tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong nhà và Răng Sún cũng ở đây, chỉ tiếc là bản thân đã mất đi một bên chân. Răng Sún đỡ cậu ra ngoài và Hiccup bất ngờ khi thấy rồng đầy trên đảo. Thì ra tộc Viking đã thay đổi suy nghĩ, nuôi rồng thay cho chó. Đó là kết thúc của bí kíp luyện rồng phần 1. Theo tôi thì phim này được. Hai phần tiếp theo của series sẽ có trên The Reviewer vào một ngày nào đó. Tôi là Quằn, xin chào và hẹn gặp quạ.